Trong phân khúc xe bán tải thì Ford Ranger được xem là ông trùm về doanh số tại thị trường Việt Nam bởi vì xe có thiết kế đẹp, trang bị option nhiều và đặc biệt là trang bị trợ lực lái điện cho cảm giác lái nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Rất là phù hợp với đa số khách hàng người Việt Nam mình là đi trong phố thị. Hầu như là khách hàng mà mua Ranger không phải để tải hàng mà là để đi dạo, đi cà phê thôi. Và đây là một trong những chiếc xe đó. Đây là Ford Ranger sản xuất 2021 bản XLS, một cầu số tự động. Xe sản xuất 2021 nhưng mà mới chạy có 29.000 km thôi. Chủ sử dụng rất là giữ gìn luôn chị nha. Hầu như là rất là ít sử dụng và chủ yếu là để đi dạo phố hay là đi cà phê với bạn bè thôi. Nên chất xe không có điểm nào để chê cả. Và vào cho mình cũng sẵn rất là nhiều phụ kiện nên chị. Như là phim cách nhiệt, bọc trần, lót sàn, camera hành trình và có luôn ba ga phía sau giúp cho xe cứng cáp hơn rất là nhiều. Nội ngoại thất xe thì không có điểm nào để chê cả. Tất cả các chi tiết của xe còn cực kỳ đẹp luôn. Lớp sau xe còn rất là dày. Nên mình có thể sử dụng lâu dài được anh chị nha. Xe thì cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số zin, không tua đồng hồ km, keo sùng chỉ zin hết ạ. Anh chị quan tâm đến chiếc Ford Ranger số tự động một cầu này, liên hệ với Duy. Salon bên em thì ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chợ Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi ạ. Anh chị search Google Bình Vĩnh Phú Auto là có dẫn đường qua bên em anh chị nhé.